Xin chào mọi người, hiện tại là Bằng đang ở ngoại ô của Salt Lake City mọi người. Còn cách Salt Lake City chắc cỡ 40 mile nữa. Người dân đây thân thiện nha mọi người. Hello. Nhưng mà bởi vì Bằng muốn ngừng ở đây để quay cho mọi người coi cái này nè. Bởi vì đây là ngoại ô của Salt Lake City thôi. Mà người dân Cali chắc là ganh tị với nó lắm. Trời ơi, coi cái nhà người ta ở mà nhìn thấy muốn khiếp luôn á. Không tin được, Bằng chưa vô tới thủ phủ của Utah nhưng mới tới đây là ngoại ô mọi người. Nghĩa là nó còn cách cỡ khoảng 40-50 mile nữa thôi. Mà mọi người coi nè, nhà ở ở người dân ở đây nè. Trời ơi trời. Thôi, không tin được mọi người. Coi dãy nhà kìa. Hiếp chưa? Nó giống như dạng townhouse ở Cali mình đó. Nhưng mà cái nhà nào này nó bự khủng khiếp luôn. Là toàn là 2 tầng thôi mọi người. Mà mở cái nhà này Bằng nghĩ ít nhất cũng phải là từ 4 đến 5 phòng á, bởi vì nhìn nó rất là bự luôn á. Bằng không biết là giá trị nó bao nhiêu, nhưng mà nhìn là thấy nó sang hơn ở Cali rồi đó. Ở Cali mình mấy cái dãy nhà này là chắc cũng phải hơn cái triệu đô. Ở đây họ mới ghi là họ mới vừa xây xong luôn, có một cái bảng họ ghi là họ mới xây xong, chuẩn bị bán. New townhouse mọi người. Và cái vùng này là ngoại ô của Salt Lake City, là ngoại ô của thủ phủ của tiểu bang Utah. Đó. Có mấy cái nhà trên đồi đó Bằng nghĩ chắc là rất là mắc luôn á. Có mấy cái nhà nằm ở trên đồi nữa mọi người. Và vẫn còn đang xây nha mọi người. Không phải một phía này đâu, nó bao dây nguyên cái đồi luôn. Hồi nãy Bằng chạy từ ở dưới Zion, hướng Zion để đi lên tới Salt Lake City á, Bằng đi ngang đây Bằng thấy nó nguyên một dãy rất là nhiều rồi, nên Bằng mới ngừng ở đây để quay cho mọi người coi á. Không tin được là ở đây, bởi vì ở đây gần đây nó có một cái hồ mọi người. Phải tên là nó là Basin hay là cái gì đó, nó có cái hồ nước. Mà Bằng đi ngang nãy Bằng thấy cái bảng nó ghi chỉ ở đây, trong đây có một cái hồ nước, nên Bằng nghĩ là đây là một cái khu dân cư mới thôi mà người ta đang xây dựng ở đây. Mới là ngoại ô nha mọi người, chưa vô tới thủ phủ. Chút nữa vô thủ phủ quay cho mọi người coi, coi Utah nó giàu cỡ nào nha mọi người. Nghe cái mùi giống như mùi biển hả? Tanh. Không, nghe cái mùi tanh ngoài biển á. Đúng không? Tanh ghê luôn. Nghe mùi giống như mùi mà làng chài á. Mùi tanh. Mà họ lết gì mà sao nhìn nó thế nào đẹp vậy? Nghe mùi tanh với trời tanh luôn. Reed Salt Lake. Nghe mùi như mùi ở ngoài làng, mấy cái làng chài vậy ta. Hả? Bao nhiêu đồng hả ta? Credit. Cam rút vua cho trong đám trại. Hello. 5 đồng. $5, yes. Are you the Apple Pay? We can try. I don't have a credit card. Okay. Có người thôi đưa thẻ cũng được. So I have the credit card. So are you the credit card? Yeah. Can you get? Oh, actually, it's worth it. Okay, let me try it. Okay. Yeah, there you go. Is that worse? It worked. Okay, let me get your pass. All right. All right. I don't know what all the drop was about then. $5 mọi người. All right, just display that on your dashboards while you're here. Visitor center and lake access are straight ahead. All right, thank you. Thank you. Đi xuống hốt miếng muối, xuống hốt miếng muối. Hốt cho đủ $5 nha. Mở cửa đi. Hết muối xíu á. Không sao, mẹ mày bóp cái zip chứ. Đi thẳng vô visitor center lên trước à. Đi bóp, đi hốt miếng muối. Nè restroom nè. Hốt cho đủ $5. Con trả lên rồi đi vô. Muối à? Lát rồi lấy cái muỗng đem vô cho ăn múc. Muối thiệt mà ơi. Hốt đổ đầy kìa. Ở đâu mà sao đổ rất đầy ta? Không phải cái này, cái trước á. Hộp 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 luôn. Muối hộp nha. So đây nè. Dạ. Bây giờ mình đậu mình vô Solex Visitor Center mình coi thông tin đi. Đó, lên trên luôn. Quý ba bà cho đi cái castle hả bà? Castle là cái gì? Ê, cái này handicap. Rồi ta xuống ta tắm kìa em. Dạ tốt lắm á. Mình đâu có đem đồ tắm theo ha. Có trong ba này đầy nè. Muốn tắm không? Dạ. Để cho hai đứa xuống ăn muối thì tốt lắm á. Ăn muối hả? Ừ.
Bây giờ bạn sẽ đi xuống dưới cái hồ này thử coi dưới này nước nó có mặn hay không. Nó kêu là hồ muối và nó có nguyên cục muối. Ở trong cái visitor center nói nó có một cái độ mặn là từ 5 độ cho đến 30 độ. Nghĩa là nó rất là mặn nha mọi người. Nãy như là đứng là ship đâu đứng cũng phải thứ 9 thứ 10 gì trên toàn thế giới này đó. Và nó là cái hồ nước lớn nhất trong cái hệ thống sông Mississippi và cũng là cái hồ nước mặn nhất luôn mọi người trong cái hệ thống sông này. Hay là bãi cát bạc á. Bây giờ mình xuống đây. Mọi người thấy mấy con chim nó đang ăn một cái loại tôm nó tên là brine mọi người, cái loại tôm. Và vì cái loại tôm đó nó sẽ làm cho cái vùng này có một cái mùi rất là đặc trưng nha. Bước ở đây là mọi người nghe cái mùi nó giống như mùi làng chài ở Việt Nam vậy đó. Và cái con tôm đó nó đẻ trứng, nó chỉ sống được vài ngày thôi và nó đẻ trứng. Cái này không tin để bạn đọc ở trong cái visitor center mọi người. Và tùy theo cái mùa và thời tiết cũng như là gió và nhiệt độ ở đây thì cái con tôm có cái trứng của con tôm đó nó sẽ đổi màu và nó làm cho cái hồ này nó có màu khác luôn mọi người. Nó có thể biến từ màu trắng sang màu vàng lên tới màu đỏ và màu nâu luôn. Là vì cái con tôm đó. Nên là bây giờ mình sẽ đi xuống cái bờ hồ. Mấy con tôm đang bị mấy con chim ăn mọi người. Mấy con chim là xuống nó ăn con tôm đó em. Nè nó nói đó, đó. Quá trời nhiều luôn. Nó nhiều tới mức mà nó biến đổi cái màu của cái hồ này là nó khủng khiếp lắm ha. Mà nghe cái mùi xuống đây nghe mùi nồng nặc hơn nè ha. Con gì bay á? Con gì? Con gì? Con gì vậy? Đường kia mẹ. Đường nào cũng vậy nè, do cái cây này nè. Ủa, có cái con gì vậy ta? Con giống như con rùi vậy hả? Giống như con gì trong nhà anh bà? Như con rùi vậy đó. Cánh. Con gì người tắm. Ồ, nhìn thấy ông anh không anh không? Tình thể muối ha. Ồ, thấy ông ánh không em? Trời ơi, mùi này giống mùi ngoài. Ôi, cái cát biển này nó ông ánh mọi người. Nè, cái màu nó thay đổi nè. Cái không, cái này là do tinh thể muối á. Ông ánh á. Oh, smell. Can you smell it? Trời, nó bù kìa em, nó bù đen luôn kìa. Cái con gì vậy ta? Ủa. Nghe cái mùi hơi bị kinh. Nè, cái do đã muối mặn hay là do cái mùi nè, cái con nó tập trung hay trong cái hống, cái hốc. Đúng rồi, nè. Nó nè. Quá nhiều luôn hả? Nè nó chết nè, phải không? Nó nè. Không phải đâu. Nó đó. Không. Không. Không phải. Nó chứ gì nữa em nè. Nó nó đâu nó nè. Nè cái mình của nó nè em. Mình của con tôm nè. Ở đây nè. Mình của con tôm nãy nè mọi người. Nè mình con tôm luôn mẹ. Nè cái xác của nó nè. Đúng rồi, cái xác nó nè. Nó chỉ sống được 3-4 ngày thôi. Nó chết xong vậy nó quá trời xác nè. Trời, nó nhiều dữ vậy ta. Ủa vậy nè mình, vậy nó bay được hả? Đây là tắm này, đây là tắm. Wow, con kìa để đôi dép nó nó bu kìa. Trời ơi. Bỏ đôi dép xuống. Ủa, nó bu. Nó bu đặc nghẹt luôn mọi người. Thôi đi, quá trời mây này coi nè. Nè nó nè, nó nè, nó nè. Đây là mấy con này nó xuống nó ăn con này nè. Cái con này giống như con bù hống vậy á. Hôm nó là có cánh bự lắm nha. Nó không phải con tôm nãy đâu, cái con tôm là cái xác ở dưới thôi. Nè, chỉ cái xác. Rồi nè, nó chết. Đây mọi người. Đây mọi người, cái xác của nó nè. Bây giờ cái mùa này là cái nó thành màu nâu luôn mọi người. Quá nhiều, quá nhiều. Yeah. Đây là cái hồ nước lớn thứ hai mà bằng đã đi ở Mỹ mọi người. Cái hồ lớn thứ nhất là đầu tiên bằng đi đó là cái Lake Tahoe mọi người. Nhưng mà nó là hồ nước ngọt. Còn đây là cái hồ nước mặn mọi người. Nào giờ là bằng không có nghĩ rằng ở đây có cái hồ nước mặn mà cũng kiếp nha mọi người. Vừa mới thử xong là rất là mặn nha, mặn khủng khiếp luôn nha mọi người. Tiếc quá là bởi vì bằng không có biết là cái hồ này nó cho tắm. Chứ nếu mà bằng biết nó cho tắm là bằng sẽ đến đây vào buổi chiều mọi người. Nên là nếu mà mọi người có đi đến chỗ này mọi người nên chú ý là mình nên đến buổi chiều á. Buổi chiều thì mình tắm được. Bởi vì nó chưa nắng quá. Nhưng mà ở đây thì bằng không biết là có cho chỗ mà để mình thay đồ không. Nhưng mà nãy ở trên đó xuống thì nó có một cái phòng giống như kiểu restroom thôi mọi người. Ngay chỗ cửa lên xuống á, nó có cái phòng giống như kiểu để restroom để thay đồ được thôi chứ tắm lại thì không được. Nhưng mà nước muối này mà không tắm lại nó rít dữ lắm luôn á. Đó. Mọi người thấy bên ở sau lưng bằng có rất là nhiều người đang tắm đây luôn nè. Hả? Mọi người thấy không? Có rất là nhiều người đang tắm nha. Nước thì rất ấm nha mọi người, không hề lạnh. Nước rất ấm.
Hồi nãy bằng thử, bằng lấy cái tay bằng nhúng xuống dưới nước xong bằng thử coi nước có mặn hay không. Rồi bây giờ nó khô rồi mọi người. Rồi giờ cái da tay bằng đóng một lớp muối luôn nè. Đóng một lớp muối nè. Là biết nước cái nó mặn cái nào nè. Rồi xong phê nước nhẹp luôn. Chào mọi người, bây giờ là gia đình của Bằng đang trên đường chạy đến cái tòa nhà quốc hội của tiểu bang Utah mọi người. Đây mọi người nhìn phía trước nè, đây là con đường dẫn lên cái tòa nhà quốc hội. Đây là lần đầu tiên Bằng đến đấy mọi người. Trời, hai bên nhà đẹp vậy. Sao đẹp không? Sang. Wow. Này giống như đang lên một cái đầu vậy mọi người. Và hai bên cái đường này những cái ngôi nhà với những cây lá giống như kiểu lá thông quá ha. Đẹp quá. Mát rượi luôn. Rất mát nha mọi người. Ở đây là cấm quẹo trái, họ cho mình đi thẳng thôi. Visitor info. Ok, giờ mình cho quẹo phải để mình vô khu visitor của nó. Đây, trời ơi. Đẹp quá. Wow. State of Utah. Yeah, đây là tòa nhà quốc hội của tiểu bang Utah mọi người. Theo thông tin Bằng được biết là cái tòa nhà này là một trong những cái tòa nhà quốc hội nổi tiếng và đẹp nhất của nước Mỹ luôn mọi người. Yeah, bây giờ Bằng sẽ quẹo vô cái giống như cái visitor center đó mọi người. Ở đây có một cái nè, quẹo đây để mình bật kinh. Và sau đó mình sẽ qua đó mình coi. Cái này là Utah. Ok, giờ mình sẽ phải đậu bên đây mọi người ơi. Wow, ABC. Đi lớn luôn. Đi qua luôn nè. Chẳng bên luôn. Nè. Quay cái gì vậy? Ok, go. Xin chào mọi người. Hiện tại là Bằng đang ở tòa nhà quốc hội của tiểu bang Utah mọi người. Đây phía sau lưng Bằng nè. Đó, bây giờ là Bằng đang leo lên trên đó. Rất là bự nha mọi người. Nhìn rất hoành tráng luôn á. Đây là lần đầu tiên Bằng tới Utah, cũng là lần đầu tiên Bằng tới cái tòa nhà quốc hội này luôn. Cực kỳ mọi người, quá đẹp luôn. Nhìn đây là hồi nãy đi từ cái đường ở dưới cái đồi á, dưới chân đồi á, đi lên trên đây nè mọi người. Nhìn nó mới vĩ đại. Tự nhiên vừa lên vừa qua khỏi cái mí đồi, thấy nguyên cái tòa nhà nó lọt ra khỏi cái mắt mình liền. Và làm mình rất là ấn tượng luôn á. Nhưng mà hơi nắng nha, ở đây không có cây nha. Wow, nhìn lên. Wow, cao dữ ạ. Sao con? Đúng rồi, người ta có ghi chữ đó đó. Anh nghĩ mình qua bên đó cho mát em. Qua bên cái hàng cây kìa. Mà là lên trên đây đã mà. Em muốn lên chảnh luôn hả? Ừ. Ok, vậy mình đi lên cho nó luôn. Hai chị em đi kìa. Hai em dắt tay đi hả? Chị đi hả? Chị đi á. Ghê chưa? Từ từ cho em đi. Chậm nha, đi chậm nha, coi chừng em té nha. Chị dắt em lên trên tòa nhà quốc hội hả? Dạ. Ôi cha. Mày mốt lớn ứng cử làm tổng thống luôn. Thống đốc bang. Tổng thống của đất nước. Ok. High five. Yeah. Ở đây có ghi chữ State of Utah mọi người. Tiểu bang Utah. Cái này là bằng đá granite nha mọi người. Nguyên một tảng luôn á. Bây giờ nhà của Bằng sẽ đi lên tới trên đó luôn, rồi quay xuống cho mọi người coi. Đi gần
600-700 mile vậy đó để tới đây. Nóng quá, ở đây nắng quá. Đây. Trời ơi. Ở đây bằng đá granite không mọi người. Hai đứa đâu rồi? Yeah, đi cẩn thận nhé. Hình như chỗ này chắc là cao nhất thành phố rồi quá. Ồ, đứng đây nhìn wow, hết luôn thành phố luôn nè. Chị giỏi quá. Trời, chị biết chị bước không bao nhiêu bậc thang không? Quá trời luôn. Quá đẹp. Không đi xuống, đi lên, đi lên bên này coi. Quá đẹp. Đi qua phía bên đây thử ăn. Cái cửa ra vô rồi. Không trả cửa bằng đồng mà. Này cửa bằng đồng nè. Này nó mở bằng hệ thống gì chứ tự mở bằng tay đâu nổi. Không biết nữa nhưng mà này bằng đồng. Ê lô con, đồ. Cửa bằng đồng. Nhiều cửa lắm. Này chắc là bằng đồng quá. Này nó bị si nè, nó bị giống như bị rỉ á. Nhưng mà này người ta cầm tay người ta mở nhiều quá nên là mình nhìn thấy nó bị màu nó bị mòn luôn. Đi đứng trên, đi đứng dưới hả? Con qua đây con mới coi được, qua đây nha. Đây là cái view nhìn từ trên tòa nhà quốc hội của tiểu bang Utah nhìn xuống nè mọi người. Ủa, cái này là ở bên trong nè mọi người. Này có nữa. Bây giờ nhà của bằng đang ở bên trong của tòa nhà quốc hội nha mọi người. Ở bên mấy cái trần là có mấy cái người ta vẽ cái gì ha. Ủa, trong đây mình nói chuyện nó vàng ha. Nó vàng. Có người ở trong đó. Quá lớn. Hai đứa đi đâu vậy? Không qua coi cái phòng này trước hả? Đâu, lên luôn. Từ từ nha, mà thấy em từ từ đi chậm thôi. Quan tới tiểu bang Utah. Cái này là cái hồ nãy mà bằng mới đi nè mọi người. Ồ, ở bên đó là cái phòng họp của quốc hội em. Chúc mình qua đó. À, chúc qua đó mình coi thử. Ở đó là cái phòng họp của quốc hội mọi người. À, tí nữa mình đi qua đó. Qua có gì? Trời đám cưới hả?
làm việc ở đây. Ừ, em tưởng làm việc. Không phải, đây là người ta đang chụp hình làm đám cưới. Người ta đang chụp hình làm đám cưới đây mọi người. Này giống chỗ tòa án vậy ha. Không ghi gì. Tòa án không? Ừ, đúng rồi, đây là tòa án. Okay. Đây là tòa án của tiểu bang. Ok. Hôm nãy giờ anh quên coi, nãy giờ nó ghi mà mình quên coi. Cái này là giống như sonnet hả? Là cái này gọi là gì? Thượng nghị sĩ. Thượng nghị sĩ tiểu bang. Phòng làm việc của thượng nghị sĩ mọi người. Phòng làm việc của thượng nghị sĩ. Cái này là danh sách những cái thượng nghị sĩ nè. Ồ, oh, hiểu rồi. Ở bên đây là thượng nghị sĩ, ở bên kia là hạ nghị sĩ, bên kia là dân biểu, bên kia là house. Bên đây là Senate hả? Senate đúng không? Hello. Ồ, oh, hiểu rồi ha. Bên đây là phòng họp của thượng nghị sĩ. It's fine. No, bị giống đúng sao? Hai đứa đứng vô đây mẹ chụp tấm hình nè. Hai đứa đứng vô đây xoay ra. Đứng sát vô đây. Jesus nè. Okay. JD, say cheese. Hello. Cheese. Có làm ý kìa. Cheese. Đây là cái nơi họp hội của House Representative mọi người, là làm sao ta, gọi là dân biểu á, dân biểu của tiểu bang, những người đại diện cho dân á. Này, còn cái tòa nhà lúc nãy mình mới quay cho mọi người á, là chỗ là Senator, là cái nơi của thượng nghị sĩ của tiểu bang, và đối diện với bên kia á, là cái của tòa án.